Xin kính chào quý vị. Anh con mình vừa viếng chùa Quan Âm Nam Hải, khu nhà mát ngoài biển của Bạc Liêu ở phía đông á. Bây giờ đang đi vào phía tây trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Sáng ngày 25 tháng 11 2017, sáng thứ bảy ở Việt Nam. Thời tiết Bạc Liêu trời có mây, nắng nhẹ. Nhiệt độ bây giờ khoảng 31 độ C. Đi qua cầu Kim Sơn. Từ từ vào trong khu trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Bạc Liêu là một tỉnh giáp cuối cùng của Việt Nam, sau đó là tiếp theo sau đó là tỉnh Cà Mau đó. Ở đây bên phải quý vị là kinh Bạc Liêu nè, và xen kẽ nhà mới đó là những cái nhà cổ. Thì Bạc Liêu nổi tiếng là cộng đồng bốn dân tộc cùng sinh sống, người đông nhất đó là người Kinh, kế tiếp là người Hoa, người Khmer và một chút người Chăm. Thì do tỉnh miền biển nên từ xưa nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản làm muối đã nổi tiếng. Riêng vùng đất cát, đất dòng dọc theo bờ biển thì người ta trồng củ hành, nhất là ở vùng Vĩnh Châu. Trồng hành đến độ mà có sớm bị ảnh hưởng mắt mù khi họ lột củ hành nhiều quá từ nhỏ đến già đó. Và Bạc Liêu nổi tiếng với công tử Bạc Liêu ăn chơi một thời của xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh, và dân lúc bây giờ gọi ông là Hắc Công Tử hay là Cậu Ba đó, để phân biệt với lại Bạch Công Tử ở Mỹ Tho. Giai thoại về Hắc Công Tử rất là nhiều, có dịp hãy con mình sẽ kể cho quý vị nghe. Rồi bây giờ mình đang đi qua khu trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Bạc Liêu ngày nay phát triển rất là nhanh, đường phố khang trang, và ngoài đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, làm nông nghiệp, thì Bạc Liêu còn phát triển về du lịch. Ngoài những điểm tham quan như là chùa Quan Âm Nam Hải, điện gió, rồi nhà mát, vườn nhãn, nhà công tử Bạc Liêu, thì ở đây còn có một di tích rất là nổi tiếng, đó là di tích mộ cụ bác Cao Văn Lầu, người soạn ra bài Giả Cổ Hoài Lang, tiền đề của đường ca tài tử Nam Bộ và sau này trở thành là cải lương, đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đến với Bạc Liêu buổi tối đi vòng vòng ngắm phố, rồi ăn bún nước lèo, ăn bánh bía, ăn bánh canh ngọt, bánh tầm bì, nhất là được nấu bởi người Việt gốc Khmer hoặc là người Việt gốc Hoa đó, có một chút gì đó mắm mù hốc, hương vị rất là đậm đà. Bạc Liêu thuận lợi trong phát triển du lịch vì nó nằm dọc theo quốc lộ 1A, đi từ Sài Gòn qua Cần Thơ, Sóc Trăng thì đến Bạc Liêu, và trước khi đến Cà Mau phải qua vùng này. Và nó cũng nằm cạnh đền thờ Cha Diệp Tắc Xậy nên rất tiện đường cho bà con đi hành hương. Tại vì trên mỗi chuyến xe thì không hẳn là toàn bộ tất cả mọi người trên xe là theo đạo Công giáo, mà có thể họ không theo đạo nào, hoặc là có thể là họ theo đạo Phật. Nên là thường trong chương trình người ta thiết kế sẽ đi một nhà thờ và một ngôi chùa. Đó, thì ngôi nhà thờ nổi tiếng nhất là nhà thờ Cha Diệp. Ngôi chùa gần nhà thờ Cha Diệp nổi tiếng ở Bạc Liêu đó là chùa Quan Âm Nam Hải. Đó, và hôm nay thứ bảy nên là Bạc Liêu cũng giống như các đô thị lớn ở Việt Nam, ngày nghỉ cuối tuần nên chỉ còn cửa hiệu buôn bán, các cơ quan công sở đều được nghỉ, đường phố vắng vẻ. Tuy nhiên quán cà phê, quán ăn sẽ đông hơn vì weekend người ta đi ăn ngoài đó. Từ từ đang hướng ra quốc lộ 1A,
để về lại Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sài Gòn. Đó kia lắm Tuấn. Rồi đi, đang đi trên đường Trần Phú hướng ra quốc lộ 1A. Biển số ở Sóc Trăng là số 94. Ở Bạc Liêu đó 94. Và ở đây cũng có nhiều người mang hai dòng máu, là người Việt với người Khmer, hoặc là người Hoa với người Khmer, rồi người Khmer với người Chàm, vân vân. Tạo ra những cái người con gái, con trai lai rất là đẹp. Và xứ Bạc Liêu có rất nhiều đàn ông Đài Loan hay là Hàn Quốc, Trung Quốc về đây cưới vợ. Nên thỉnh thoảng quý vị đi chùa, đi nhà thờ, đi các điểm du lịch đó, sẽ thấy những cặp gia đình, chồng là người nước ngoài, người châu Á đó, vợ là người quê dưới này. Thì đó là một trong những cái đặc điểm khi nhắc đến Bạc Liêu. Rồi về Công Tử thì ngày nay di tích nhà của Công Tử đã thành khách sạn, điểm du lịch, và trong đó trưng bày khái quát cuộc đời tiểu sử của gia đình Công Tử, và trưng bày một số cái cổ vật liên quan tới kỷ niệm thời Tây, thời thuộc địa. Đặc biệt là có cái giường ngày xưa Công Tử nằm rất là quý giá. Có dịp quý vị hãy ghé di tích nhà Công Tử Bạc Liêu để được hướng dẫn ở đó, thuyết minh, tìm hiểu thêm. Rồi bây giờ hẹn gặp lại Bạc Liêu, say goodbye. Quẹo trái là về Cà Mau khoảng 60 cây số. Bây giờ quẹo phải qua đây, đi hướng thẳng qua đây để về lại Sóc Trăng 60 cây quý vị. Hướng về Cần Thơ, Sài Gòn. Ở đây Bạc Liêu có hội nghị về ASEAN đó, tiểu vùng Mekong. Quý vị thấy treo cờ 11 nước ASEAN đó. Bạc Liêu cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng cái hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu, và nhất là về biến đổi hệ thủy văn của dòng Mekong. Mấy năm gần đây, các nước ASEAN đã hội họp rất nhiều với Trung Quốc để bàn tính việc hạn chế, tạm dừng các cái công trình thủy điện ở phía trên thượng nguồn. Vì ngày nay lũ không về nữa thì vùng Bạc Liêu là vùng đất thấp, giáp biển, hạn hán rồi nước mặn tấn công sâu vào trong nội địa của tỉnh, làm cho hàng ngàn nông dân không chuyển đổi được cây trồng và bị khó khăn. Kể cả tình trạng nhiễm mặn vào đất đai rất là nặng nề, rồi khan hiếm nước ngọt, tạo sự xáo trộn cho bà con miền biển, ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của tỉnh. Nên Bạc Liêu đăng cai rất nhiều hội thảo quốc tế để sao cho ký được những cái hiệp định các nước ASEAN với Trung Quốc để ngăn chặn, giảm thiểu dần cái hệ lụy của việc làm thủy điện quá nhiều trên thượng nguồn Mekong, mà Bạc Liêu là nơi ảnh hưởng trực tiếp. Rồi bây giờ trở lại quốc lộ 1A quý vị. Hiện nay đã làm 6 len, mỗi bên là 3 len và ở giữa có con lương, đi rất là an toàn. Và vận tốc ở quốc lộ này cho maximum là 80 cây số một giờ. Và từ Bạc Liêu đi về Sài Gòn khoảng 300 cây số. Đi qua các tỉnh Bạc Liêu xong thì mình sẽ đến Sóc Trăng. Xong Sóc Trăng thì đi qua tỉnh Hậu Giang, Phụng Hiệp, sau đó qua Cần Thơ, Tây Đô, qua cầu Cần Thơ thì vào Vĩnh Long, đi hết Vĩnh Long tới cầu Mỹ Thuận thì vô Tiền Giang, qua hết Tiền Giang lên cao tốc về tỉnh Long An, gặp Bình Chánh về Sài Gòn. Đó, một hành trình khoảng 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đi qua mười mấy tỉnh và hành hương được đến hai nơi mà ai là người Việt Nam dù đi xa, bận biệu đến độ nào đi nữa, thì khi có thời gian rảnh đều mong ước một lần đến, đó là viếng Cha Diệp
nhà thờ Tất Sậy và viếng tượng bà Quan Âm Nam Hải, chùa Quan Âm Nam Hải ở Bạc Liêu đó. Hy vọng chuyến hành trình đã giúp cho quý vị chưa có điều kiện về đi được chuyến này để xem đỡ nhớ, và mong Thiên Chúa, mong Đức Phật và Quán Thế Âm phù hộ cho toàn bộ quý vị mạnh khỏe, bình an, an lạc, mọi điều tốt lành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Hải trực tiếp từ vùng thành phố Bạc Liêu, chuyến hành trình hành hương ngày 25 tháng 11 2017, đúng còn một tháng nữa là tới lễ Noel Giáng Sinh quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp theo. Thank you, see you, goodbye.